Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe cho mọi người số 8 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm gan B là một dạng bệnh viêm gan do virus viêm gan siêu vi B gây ra, truyền nhiễm theo đường máu và tình dục. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới gan và gây tổn hại nặng nề cho các tế bào gan. Đây là một căn bệnh phổ biến, gây tử vong cao trên toàn thế giới. Vì viêm gan B là bệnh rất dễ lây nhiễm từ những người nhiễm bệnh viêm gan B sang cho người bệnh chưa mắc bệnh. Vậy, ai sẽ là những người có nguy cơ mắc bệnh viêm gan B cao nhất? Viêm gan B thường tấn công những người có khả năng miễn dịch kém, dễ bị virus tấn công hoặc lây nhiễm sang những người có tiếp xúc với người bệnh viêm gan B không được bảo vệ an toàn. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay có chủ đề về bệnh viêm gan B. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiễm virus viêm gan B là một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến. Theo ước đoán của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, gần một nửa dân số thế giới sống trong vùng nhiễm virus viêm gan B cao, trong đó có 2 tỷ người đã nhiễm virus viêm gan B. Theo bản đồ dịch tễ của WHO, Việt Nam nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm viêm gan B mãn tính rất cao, chiếm 10-20% tổng dân số. Trong đó, phụ nữ mang thai chiếm một phần không nhỏ. Đây chính là nguyên nhân gây ra tới hơn 80% các ca bệnh về gan và ung thư gan. Tỷ lệ đồng nhiễm ở người sống chung với HIV cũng vào khoảng 10%. Khả năng lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con rất cao. Nếu mẹ bị nhiễm viêm gan B thì nguy cơ lây nhiễm khi sinh từ 10-90%. Đây là đường lây nhiễm nguy hiểm nhất. Những trẻ sơ sinh bị lây nhiễm viêm gan B từ mẹ có nguy cơ bị nhiễm mãn tính đến 90% và có thể 25% sẽ chết vì ung thư gan và xơ gan. Tại Hà Giang, ước tính số lượng người nhiễm virus viêm gan B chiếm khoảng 20% dân số, trong đó đa phần người nhiễm ở lứa tuổi trung niên. Hà Giang là một trong những tỉnh thực hiện tương đối tốt cái nội dung này, chỉ đạo rất là quyết liệt tất cả các cái triển khai tiêm vaccine viêm gan B cho hầu hết tất cả các trẻ sơ sinh, trừ những cái trẻ mà có những cái điều kiện mà không đảm bảo đủ để điều kiện tiêm vaccine. Đây cũng là một trong những cái giải pháp mà góp phần để làm hạn chế cái tình trạng nhiễm viêm gan B trên địa bàn tỉnh. Còn riêng về công tác điều trị thì hiện nay trên địa bàn tỉnh tất cả các cái bệnh viện cũng chưa có đủ điều kiện để triển khai các cái xét nghiệm quyết định để điều trị viêm gan B. Trong năm 2015 thì Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh đảm bảo các cái điều kiện về nhân sự cũng như là trang thiết bị và đề nghị của Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ chuyển giao cái gói kỹ thuật điều trị viêm gan B và C mãn tính cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng sẽ là một cái hướng mới nhằm tạo điều kiện cho người dân ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ tiếp cận với cái dịch vụ kỹ thuật này. Nếu cơ thể âm tính với virus viêm gan B, không có nghĩa sẽ không nhiễm phải căn bệnh này. Hơn 80% người mang virus viêm gan B không có triệu chứng rõ ràng, họ vẫn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Người bệnh khi mắc bệnh viêm gan B thì tâm lý cũng như những nhận thức của người bệnh về bệnh viêm gan B rất quan trọng. Đây chính là yếu tố có thể nâng cao hiệu quả điều trị bệnh hay là yếu tố khiến cho bệnh có chuyển biến xấu hơn. Những người mắc bệnh viêm gan B thường có tâm lý bi quan và kém hiểu biết về bệnh, khiến cho việc khống chế diễn biến bệnh ngày càng khó hơn. Thưa quý vị và các bạn, vậy bệnh viêm gan B là gì, biểu hiện của bệnh như thế nào và tác động ra sao đến cuộc sống của bạn? Sau đây, phóng viên chuyên mục sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Đỗ Văn Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Để làm rõ hơn về nội dung này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe cho mọi người ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, cái việc tỷ lệ người mắc viêm gan B tại cả nước nói chung và tại tỉnh ta là khá lớn. Nhưng để người dân có kiến thức về bệnh này thì không phải ai cũng có. Chuyên mục ngày hôm nay rất mong bác sĩ sẽ giúp giải đáp thắc mắc quanh về bệnh viêm gan B. Câu hỏi đầu tiên muốn bác sĩ trả lời đó là bệnh viêm gan B là như thế nào? Vâng, như chúng ta biết là viêm gan B thì có hai thể, một thể là viêm gan B cấp, thể là viêm B mãn tính. Thể cấp tính thì có các cái triệu chứng như là bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, sợ mỡ, kèm theo là đau tức vùng hạ sườn bên phải và da vàng, mắt vàng, tiểu thì sẫm màu. Thế và khám thì có thể có gan to.
ấn thì tức. Thế và xét nghiệm máu thì men gan tăng rất là cao, và đặc biệt là cái HBsAg là dương tính. Đây chính là cái kháng thể kháng virus viêm gan B. Thế và viêm gan B cấp thì có thể 80% là khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng mà trong đó có 20% trở thành mãn tính. Thế bệnh viêm gan B mãn tính thì nó gần như là không có triệu chứng gì. Cái này chỉ thông qua xét nghiệm thì chúng ta mới phát hiện được. Thế bệnh nhân có thể là bị nhiễm trong khi trong giai đoạn từ bé, nghĩa là từ khi sinh ra, với những người mẹ mà bị viêm gan B thì có thể là nhiễm luôn cho bé, từ khi bé bắt đầu sinh ra là đã bị nhiễm viêm gan B rồi. Thì cái tỷ lệ đấy thì dẫn đến phải đến trên 90% là những trẻ sinh ra ở người mẹ mà bị nhiễm gan B thì là trở thành mãn tính. Thế mãn tính thì gần như là không có triệu chứng gì, nhưng mà tế bào gan cứ bị hủy hoại dần. Thế và chỉ xét nghiệm cái HBsAg thì chúng ta thấy có dương tính. Thế và thỉnh thoảng những khi bệnh nhân có giảm sức đề kháng thì có thể gây lên những cái hội chứng, những cái triệu chứng như viêm gan B cấp, người ta gọi là cái đợt cấp của viêm gan B mãn. Nghĩa là bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là mệt mỏi này, chán ăn này, đau tức vùng gan này, rồi vàng mắt, vàng da, và xét nghiệm cũng có những cái men gan tăng và những cái HBsAg dương tính. Và tình cờ những trường hợp là đi khám sức khỏe, chúng ta làm cái xét nghiệm viêm gan B thì mới phát hiện ra ở những bệnh nhân viêm gan B mãn tính. Vậy thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là làm thế nào để phát hiện một người nhiễm virus viêm gan B ạ? Trường hợp mãn tính thì chỉ có cái xét nghiệm là cái HBsAg như tôi đã nói dương tính thì chúng ta mới chuẩn đoán đây là bệnh nhân bị viêm gan B. Thế còn ở những bệnh nhân cấp tính thì các cái triệu chứng thì nó là cái chỉ điểm cho ta, nhưng mà cái để coi như khẳng định đây có phải viêm gan bị nhiễm viêm gan B không thì vẫn phải là cái xét nghiệm HBsAg dương tính, cái kháng thể kháng virus viêm gan B dương tính thì chúng ta mới chuẩn đoán chính xác đây là bị viêm gan B. Như bác sĩ nói là có cái test thử nhanh để phát hiện người nhiễm viêm gan B, thì xin bác sĩ cho biết là chúng ta có thể, người dân hoặc những người có nhu cầu xét nghiệm viêm gan B thì có thể đến những cơ sở y tế nào, và cái chi phí này ra làm sao ạ? Hiện tại ở bệnh viện Hà Giang và các bệnh viện tuyến huyện chúng ta đã có những cái test nhanh rồi. Cái này thì trong vòng 15 phút là chúng ta đã có kết quả tương đối là chính xác đến 99%. Hiện tại ở trên bệnh viện Hà Giang là 50.000 một cái test này, mà chúng ta cũng được coi như bảo hiểm y tế, những người có bảo hiểm y tế được chi trả. Virus viêm gan B thì đi vào cơ thể qua những đường nào, và tác hại của cái virus này đối với sức khỏe con người ra làm sao ạ? Virus viêm gan B đi vào cơ thể theo 3 đường, một là đường máu, hai là qua mẹ truyền cho con trong khi mang thai, thứ tư nữa là quan hệ tình dục không an toàn. Thế thì truyền qua đường máu thì chủ yếu là tiêm chích, do chúng ta dùng chung xi lanh. Đấy, những đối tượng chim tiêm chích ma túy mà dùng chung xi lanh thì đấy là tỷ lệ lây nhiễm rất là cao. Hai nữa mẹ truyền cho con, thì ở đặc biệt ở những tháng cuối và đặc biệt là trong khi thời gian mẹ truyền giả sinh thì tỷ lệ lây nhiễm giữa mẹ và con cũng rất cao. Rồi trong cái quan hệ tình dục giữa hai người, chẳng hạn một đối tượng nam hoặc nữ mắc thì vẫn cái khả năng lây nhiễm cũng rất là cao, tầm khoảng 20%. Và cái tác hại của viêm gan B thì chúng ta đã biết rồi. Sau khi bị nhiễm viêm gan B mãn tính trong vòng độ 5 đến 15, nếu mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời thì đã xảy ra là đa số là dẫn đến tình trạng xơ gan. Ở đây chúng tôi cũng gặp rất nhiều các trường hợp là bệnh nhân bị xơ gan do viêm gan B. Thế và một cái biến chứng nặng nề nữa là có thể dẫn đến ung thư gan. Thì sau vòng tầm độ khoảng 15 đến 25 bị mắc viêm gan B mãn tính thì đa số những trường hợp này mà không được chữa trị thì cái tỷ lệ viêm gan B mãn tính chuyển sang ung thư gan là chúng tôi cũng gặp tương đối nhiều. Thế và bệnh nhân thì các bạn cũng đã biết rồi, thì tỷ lệ nếu mà đã ung thư gan rồi thì chúng ta không còn phương pháp điều trị nào nữa. Bệnh nhân có thể dẫn đến tử vong trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Trước những cái tác hại nguy hiểm của bệnh viêm gan B đối với sức khỏe con người, thì vậy xin bác sĩ cho biết là cái bệnh viêm gan B này có phòng được không? Và cách phòng của bệnh này cụ thể là như thế nào? Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có vaccine phòng viêm gan B, đặc biệt là trong cái tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Thì cái này, cái phòng bệnh viêm gan B thì nếu mà chúng ta được tiêm phòng đầy đủ cho trẻ thì tỷ lệ phòng bệnh rất là cao, có thể nói là trên 95%. Thế và những cái người mẹ mà mang thai mà có bị viêm gan B
thì hiện tại ngoài cái vaccine viêm gan B ra, những trẻ được đẻ ra thì chúng ta đã có cái huyết thanh kháng viêm gan B, chúng ta sẽ tiêm ngay cho em bé. Thì tỷ lệ gần như là chúng tôi cũng thấy là đến trên 99% là bé được coi như là bảo vệ, không bị nhiễm viêm gan B do mẹ truyền sang. Đấy là cái tỷ lệ rất là cao. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo là một là chúng ta nếu mà chúng ta biết là người bạn tình mà coi như là trong cái quan hệ tình dục mà bạn tình bị viêm gan B thì bắt buộc chúng ta có biện pháp phòng tránh là dùng bao su. Hai nữa là chúng ta phải đi tiêm phòng. Hiện tại bây giờ các cái vaccine phòng ngoài cho trẻ em thì trong tiêm chủng mở rộng chúng ta đã có, nhưng mà nếu mà coi như tiêm cho người lớn thì tại Trung tâm Y tế Dự phòng cũng đang triển khai tiêm phòng những cái này nếu những người có nguy cơ phơi nhiễm cao. Thế ba nữa là các cái đối tượng tiêm trích thì bắt buộc phải. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, được biết là trong thời gian tới thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ áp dụng cái kỹ thuật xét nghiệm cũng như là điều trị viêm gan B cho người mắc bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là một niềm vui không chỉ cho những người mắc viêm gan B nói riêng mà cả viêm gan C nữa. Thì xin bác sĩ hãy chia sẻ thêm cho khán thính giả được biết cụ thể về cái đề án này. Tôi đã liên hệ với lại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thì hiện tại bây giờ trong năm nay thì Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ chuyển giao cái gói điều trị bệnh viêm gan B mãn và bệnh viêm gan C mãn. Thế thì trong vòng tầm độ khoảng tháng 7, tháng 8 này thì chúng tôi sẽ nhận được cái gói chuyển giao kỹ thuật này. Thế và bệnh nhân sẽ được hưởng thụ tất cả các cái thuốc điều trị kháng virus với viêm gan B và 50% với lại viêm gan C. Thì đây là một cái cơ hội mở ra cho người bệnh không phải đi xa nữa. Nhưng bình thường chúng tôi vẫn phải chuyển những bệnh nhân viêm gan B và viêm gan C mãn về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để coi như là cấp thuốc và điều trị mãn tính tại đấy. Thế và hiện tại thì Bệnh viện Hà Giang đã đầy đủ cơ sở vật chất để điều trị được những bệnh nhân viêm gan B mãn tính này, và bảo hiểm y tế đã chi trả cái tiền thuốc này cho bệnh nhân. Và chúng tôi sẽ triển khai trong năm 2015 này để điều trị cho tất cả các bệnh nhân viêm gan B trên toàn tỉnh Hà Giang. Với những cái lượng kiến thức bác sĩ vừa trao đổi, chúng tôi hy vọng rằng người xem truyền hình có thể có biết xét nghiệm tìm virus viêm gan B ở đâu và điều trị nó như thế nào. Chúng tôi thay mặt những người làm chương trình xin trân trọng cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ ạ. Viêm gan B thường lây qua các con đường sau: truyền máu. Vì vậy, để phòng lây nhiễm virus viêm gan B thì cần phải được truyền máu an toàn. Tiếp xúc với máu hay các chất dịch của bệnh nhân trong khi da hoặc niêm mạc bị chảy xước, bị đâm thủng như trong các trường hợp tiêm trích xì ke, châm cứu, xăm mình, xỏ lỗ tai, dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, v.v. Vì vậy, phải đảm bảo không dùng chung các dụng cụ xuyên trích qua da, không dùng chung bàn chải, dao cạo râu với người khác. Dụng cụ y tế phải đảm bảo vô trùng khi chữa răng, nội soi hoặc nạo thai, v.v. Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục. Tiêm chủng phòng viêm gan B có thể đạt hiệu quả trên 95% ở trẻ em, nên cho các cháu tiêm càng sớm càng tốt và tiêm đủ 3 mũi. Đối với người lớn, cần làm xét nghiệm trước khi tiêm phòng. Nếu chưa bị bệnh, cũng cần tiêm 3 mũi. Trường hợp quên mũi thứ 3 thì trong thời gian 3 năm kể từ khi thực hiện mũi thứ 2 có thể tiêm tiếp mà không cần lặp lại từ đầu. Khi phát hiện đã bị bệnh, nên theo dõi về điều trị, không cần tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức khỏe cho mọi người xin khép lại tại đây. Mọi ý kiến băn khoăn thắc mắc cần tư vấn về công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và bệnh viêm gan B nói riêng. Xin mời quý vị và các bạn viết thư về cho chuyên mục Sức khỏe cho mọi người, số điện thoại 02193863011. Email Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Hà Giang a@gmail.com, hoặc có thể gửi thư về Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, tổ 10, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang. Chuyên mục hy vọng sẽ nhận được thư để là cầu nối giúp quý vị và các bạn giải đáp băn khoăn một cách thỏa đáng nhất trong công tác chăm sóc sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.